Đầu tiên bà bài chạy gót chạm mông, 2 1 vào. Rồi em có thể để tay ra phía sau để đánh gót chân chạm vào tay. Đó, đúng rồi. Và năm nay các bạn đáp xuống mũ chân, giữ nhịp thở đều nha. Ngừng thở. Rồi, bài thứ hai, chuẩn bị vào tư thế squat. 2 1 bao. Touch me, touch me, touch me.
Rồi bà ba gặp một chạm tay chân luân phiên, chuẩn bị vào 2, 1 vào. Nước kìa. Ngân. Rồi. Tiếp theo nâng mông. Khỏe không? Bao. Nâng lên khóa lại luôn. Chuẩn luôn. Ngân. Quay lại vòng 2, chuẩn bị. Chạy gót chạm mông. Chuẩn bị thôi. 2, 1 vào. Ngân. Tiếp theo squat. Chuẩn bị thôi nha. Thở đi, hít thở. Tập từ từ cho các bạn tập theo với. 2, 1 vào. Ngân. Tiếp theo gặp bụng tay chạm chân luân phiên. Giờ đang ở Dubai nha. Vào. Bài này rất là vô bụng luôn. Ngân. Tiếp theo chuẩn bị lap jack. 2, 1 vào. Ngân. Tiếp theo, nâng mông. Vào, nâng mông. Gì vậy? À. Ngân. Rồi, chuẩn bị vòng 2. Set 2. À, bước lùi. Chọn chỗ khô xíu nha. Vào. Ngân. Rồi, tiếp theo chống tay kéo gối đá mông sau. 3, 2, 1 vào. Rất tốt. Ngân.
Tiếp theo, giữ bụng chữ B, co chân. 2, 1, và Đáng lên. Gồng bụng. Ngưng. Rồi. Nâng mông chân vuông góc trái. 2, 1, 3. Ui dồi. Rất là đẹp luôn. Rất đẹp. 2, 1. Rồi, thở. Chuẩn bị nâng mông chân vuông góc phải. Chuẩn bị thôi. 2, 1, vào. Ngưng. Rồi, thêm một vòng nữa. Bước lùi, chuẩn bị. 2, 1, vào. Ngưng. Chuẩn bị chống tay kéo gối đá mông sau. 2, 1, vào. Rồi, tập hết một bên cho đến khi đổi. Cực kỳ vô bụng luôn, đổi bên. Ngân. Giữ bụng chữ V, co chân. 2, 1, vào. Đúng rồi, tốt quá, đẹp. Còn 5 giây nữa. Ngân. Rồi, nâng mông một chân vuông góc trái. 2, 1, vào. Nhắn lên. Ngưng. Nâng mông một chân vuông góc phải. Chuẩn bị. 3, 2, 1, vô. Sáu giây nữa. Xong, hoàn thành buổi tập. Rồi, em cảm thấy buổi tập hôm nay thế nào? Đó. Rồi, các bạn cố gắng tập theo vô này nha. Bye bye các bạn đi.